ảnh chụp màn hình cuộc trao đổi được đăng trên mạng xã hội. Thanh niên này trả lời rất tỉnh bơ, trời à, chỉ có hơn 501,6 triệu đồng, thôi mà em nói anh đến mấy ngày, chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh chuyển lại cho em đi, em chịu đói mà cho gamer thủ gái của anh mượn tiền. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật kinh hoàng khủng. Anh thà để em đói chứ không nỡ để cô ta chịu khổ đúng không, cô gái ngất ướt. Đến đây, thanh niên này đáp trả bằng ngôn từ vô nghĩa dụ đến cùng cực. Không chỉ vậy còn không tỏ ra sốt ruột chút nào cho gamer thủ gái, anh chuyển tiền cho cô ấy rồi làm sao mà đòi được. Muốn em tự đi mà đòi, anh không đòi được. Anh thế hệ cho cô ấy mượn mấy ngày. Bây giờ đòi tiền thì mất hết mặt mũi. Em nghĩ sao mà nói vậy? Đọc kết thúc đoạn tin nhắn, ai cũng thấy điên tiết thay cô gamer thủ gái xui xẻo. Chỉ qua câu chuyện này thôi đã đủ thấy người đàn ông cô trao gửi tình yêu không ổng rồi. Đáng lẽ, anh ta phải hiểu rằng gamer thủ gái hiện tại luôn không ưa gamer thủ gái cũ của mình. Tuy nhiên, thanh niên ấy chẳng thèm niềm nở đến cảm nhận của cô ấy, ngang nhiên dây tiền để chuyển qua cho người yêu cũ. Cô gái này cũng chỉ vì quá yêu, sốt ruột cho gamer thủ trai mà bóp mồm bóp miệng trích hẳn gần một nửa tiền sinh hoạt để gửi qua. Nhưng cuối cùng, cô phát hiện sự thật cay đắng rằng hắn chuyển hết cho người yêu cũ vì cô nàng kia hết tiền ăn rồi. Ảnh Minh hỏi. Bây giờ gamer thủ gái đang uất ức, bức xúc nhưng thái độ giải quyết của anh ta thật dửng dưng làm sao. Đọc tin nhắn, nhiều người thậm chí còn cho rằng có khi thanh niên này chẳng đối xử thật lòng với cô gái đâu. Chưa kể chuyện không tôn trọng, nghĩ cho cảm xúc của cô ta thì việc sau khi gây ra mọi thứ mà chẳng thèm xin lỗi lấy một câu cũng quá là vô tâm rồi. Dân mạng đã đưa ra hàng loạt chế độ giải quyết hộ cô gái trẻ tuổi. Nhiều người cho rằng, với hành vi thế này thì nam thanh niên chẳng xứng đáng để được yêu nữa. Cô gái nên mau chóng đòi anh ta trả lại tiền rồi chia tay đi thôi. Yêu một người không biết nghĩ đến cảm nhận, chẳng thèm lo toan cho mình thì chỉ có thiệt thân, ôm lấy cục tức. Một dân mạng bức xúc, bây giờ em phải đòi lại tiền rồi chia tay. Cuộc đời chẳng phải lúc nào yêu mến cũng thuận buồm xuôi gió, gặp gỡ được người xứng đáng đâu. Đôi khi chẳng may dế lấy thanh niên xấu tính cũng là cách để mình rút ra được kinh hoàng nghiệm. Anh chàng này dây tiền gamer thủ gái đi cho người yêu cũ dây, đến khi đòi thì chỉ vì sĩ diện hảo mà to tiếng, bảo gamer thủ gái tự đi đòi đi. Nghĩ thôi đã bực mình. Nhanh chóng đòi tiền rồi chia tay đi cô gái A. Đúng là cuộc sống chẳng phải đàn ông nào cũng thực hiện đúng với cái sự đàn ông đáng lẽ họ phải có. Cái chính là chúng ta nên tỉnh táo nhận biết rồi tránh thật xa trước kia nỗi đau hắn gây ra quá lớn.